Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, video này mình tiếp tục trả lời những câu hỏi nhận được. Và cái video này mình trả lời câu hỏi này, à, không biết là anh hay là chị gửi câu hỏi này. À, nói rằng là tôi 65 tuổi định cư mỹ được 6 năm đang đi làm 10 đồng một giờ 40 tiếng một tuần không biết là xin thêm cái tiền ssi có được hay không à, chi tiết này à, mình không biết là anh hay chị ở đây có vào quốc tịch mỹ hay chưa hết, nhưng mà để mình chia sẻ à, thêm một tí à, về cái ssi và những quý vị đó, thì cũng à, Thỉnh thoảng có những câu hỏi liên quan đến SSI không biết rằng tôi nộp được hay không, tôi đi làm thêm uh, có cái thu nhập như vậy như kia ở thời điểm hiện tại thì ra sao ha? Thì SSI đặc biệt là ở đây mình 65 tuổi trở lên thì mình không cần uh, có tình trạng bệnh tật gì hết, có nghĩa là mình nộp ở cái tuổi uh, cao niên từ 65 trở lên được. Nhưng khi nói rằng là qua Mỹ được 6 năm thì tất nhiên là mình chưa có làm việc đủ 10 năm Để mà mình Ít nhất là có đủ 40 tính chỉ Để lãnh hưu từ hồ sơ của mình Rồi cái tiền hưu của mình nếu mà không cao thì mình được bổ sung thêm cái SSI hết Thì coi như nếu mà mình chưa có uh, 40 tính chỉ đó Mà mình lãnh hưu từ hồ sơ mình không cao mình được bổ sung thêm đó nha thì mình phải cần có quốc tịch Mỹ mình mới nộp được cái SSI này nha còn nếu mình đã có 40 tính chỉ rồi mình lãnh hưu không cao mình được bổ sung thêm thì lúc mình nộp mình không có cần có quốc tịch Mỹ có nghĩa là mình uh, có thể xanh đang còn diện thường chủ nhân cũng được nên đây là câu hỏi mình không biết là anh hay chị ở đây là phải quốc tịch Mỹ hay chưa ha thì cái đó là cái câu mà trả lời đầu tiên mình muốn chia sẻ ở đây nếu mà mình có quốc tịch Mỹ rồi thì sao? Ví dụ như là anh và chị hay chị có quốc tịch Mỹ rồi hay sao? Ha? Và câu hỏi này là mình dùng cái ví dụ là độc thân nha. Còn vợ chồng thì tất nhiên anh sinh xã hội sẽ xét theo cái thu nhập của người kia nữa. Có nghĩa là người vợ hay người chồng, người mà không nộp đó. À, coi là ra sao, có thu nhập gì khác hay không. Và cái tài sản của SSI cũng vậy một người thì nhìn vào cái mức tài sản là 2.000 đồng à, vợ chồng thì 3.000 đồng bất kể là một người nộp hay là hai người nộp thì mình làm cái ví dụ ở đây là mình dùng cái ví dụ của tình trạng độc thân nhé thì coi như là đã có quốc tịch Mỹ rồi đó. thì đi tiếp để xem coi cái tiền mà mình làm như vậy 10 đồng một giờ 40 tiếng một tuần có được xin thêm SI hay không à, uh, 10 đồng một giờ 40 tiếng một tuần thì coi như là 400 một tuần phải không quý vị nếu mình lấy 400 một tuần này đó mà mình nói rằng ok mỗi tháng thì có 4 tuần uh, à, nhân lên là thành 1006 một tháng đúng không đó. Rồi 1 một tháng như vậy mà mình nhân cho 12 tháng thì ra khoảng bao nhiêu có nghĩa là 19.200 đồng cho một năm phải không quý vị và yeah, cái này là mình khuyên nha. khi mà quý vị uh, nhân á, cái lương của mình á, thì đừng có nhân như vậy mình nhân mình thấy rằng ô mỗi tiếng tôi uh, mỗi tuần tôi làm được 400 đồng mỗi tháng 4 tuần thì ra như vậy là mỗi uh, là là cái lương của mình một tháng ha nhưng mà nếu mà mình nhân một tháng mà có 4 tuần như vậy đó thì là một năm chỉ có 48 tuần thôi phải không quý vị là bởi vì một năm có 12 tháng mà 4 nhân 12 là thành 48 phải không thì nó thiếu thiếu làm sao á à, nên mình nhân theo cái cách mà sinh xã hội tính nha có nghĩa là họ lấy cái tiền lương mà mỗi lần à, mỗi tuần mình được là 400 đồng như vầy vậy, nè rồi nhân ra một năm là có 52 tuần ha một năm là có 52 tuần thì bây giờ mình nhân 400 đồng này cho 52 tuần 400 đồng này nè mỗi tuần nè nhân cho 52 tuần như vậy ha thì nó ra là khoảng bao nhiêu ra khoảng chừng ra khoảng chừng là 20.000 800 đồng cho nguyên một năm phải không quý vị thì con số này nó hơn cái 19.200 đồng một tí ha rồi 20.800 đồng cho nguyên một năm như vậy đó mình mới chia cho 12 tháng bởi vì một năm có 12 tháng thì nó sẽ ra con số tiền mà mỗi tháng mình được bao nhiêu. Thì cứ chia ra như vậy thì có khoảng chừng 1 733 đồng 33 sen cho mỗi tháng ha. Coi như mình loại cái 33 sen nó ra đi. Alright. Thì thu nhập của mình làm 10 đồng một giờ, 40 tiếng một tuần thì cái thu nhập của mình là 1733 đồng một tháng như vậy. Như vậy thì có thính, xin được SSI hay không? SSI cái mức độc thân như mình nói là cái ví dụ này mình dùng độc thân nha, độc thân. Cái mức của tiểu bang à, cái mức của liên bang tối đa là 900 43 đồng một tháng. Đây là cái mức liên bang ha, tối đa ha. Vậy thì mình có thu nhập như vậy 1733 đồng mình có thể thể xin thêm SSI được hay không đây là một cái mà có rất nhiều quý vị ở tuổi 65 mình đi làm mình muốn xin thêm cái SSI được bổ sung thêm SSI à, có thể mình nhận không có nhiều nhưng mà tuổi 65 là cũng là cái tuổi mình gia nhập vào cái Medicare luôn thì cái phần B nó có cái lợi phí là 174 đồng 70 cent một tháng thì mình được hỗ trợ để trả cái phần B này luôn là mình không có trả bởi vì cái SSI đó mình được thêm tiền và có cái Medicaid đi cùng thì chương trình từ tiểu bang của mình hỗ trợ trả cái đó luôn á nhưng 1733 đồng thì sao nó trên cái mức SSI tối đa như vậy thì có nhiều quý vị mà có thể là chưa được cập nhật điều lệ an sinh xã hội thì nghĩ rằng ô tô làm hơn rồi không có nộp được cho SSI ha. nhưng mà an sinh xã hội thì họ tính như vậy 20 đồng đầu tiên mình đang nói chương trình SSI ha. Bất kể 20 đồng đầu tiên từ thu nhập nào họ cũng không tính. Họ sẽ loại 20 đồng đó ra. Nên cái thu nhập từ việc làm của mình à, và việc làm ở đây là mình nói là mình cũng dùng cái ví dụ là làm qua cái W2 nha, có nghĩa là mình làm cái w youtube rồi mình khai thuế. À, có nghĩa là mình làm, mình nhận cái lương từ cơ sở kinh doanh mà trả mình Uh, qua cái W2 có rút thuế rồi vân uh, vân nha còn cái 199 thì cái thu nhập này thì có thể mình trừ cái gì xuống rồi nó thấp hơn cái thu nhập này mỗi tháng nha nhưng mà mình nói đây là cái thu nhập cố định là 1733 đồng tháng như vậy đi thì 20 đồng đầu tiên sinh xã hội không có tính gì hết thì mình trừ 20 đồng nó ra là còn là là 1713 đồng phải không quý vị đó. rồi nếu đây là cái thu nhập từ việc làm đó thì anh sinh xã hội sẽ trừ 65 đồng đầu tiên. Có nghĩa là 65 đồng đó đầu tiên từ cái thu nhập từ việc làm của mình họ sẽ không tính nên 1713 đồng này nè mình mới trừ tiếp cho 65 đồng này. Như vậy ha. Bởi vì mươi à, đồng đầu tiên thu nhập từ việc làm thì họ không tính. Thì khi mà mình trừ như vậy thì ra bao nhiêu? Ra 1600 48 đồng ha. Rồi 1648 đồng này đó là sau khi mình đã trừ 20 đồng và trừ 65 đồng ha. Thì an sinh xã hội sẽ làm gì? Họ chia 2. Để xem coi là họ sẽ khấu trừ vào cái SSI là bao nhiêu ha. Alright, thì khi mình lấy 1648 như vậy chia cho 2 thì ra con số là 824 đồng phải không quý vị? có nghĩa là mình làm mình có cái thu nhập từ việc làm là 1733 đồng một tháng nhưng mà họ không có tính hết cái này để trừ vào cái mức tối đa của SSI ha mà họ trừ 20 đồng đầu tiên bất kể thu nhập nào cũng không tính rồi trừ 65 đồng kế tiếp thu nhập từ việc làm rồi ra con số 1648 rồi mới chia 2 là 824 nó sẽ khấu trừ vào cái mức SSI mà mình có thể lãnh được ha thì tối đa có thể lên được là 943 đồng này. Thì bây giờ mình lấy 943 đồng này, ví dụ như là anh hay chị ở đây nộp mà được xã hội cứu xét ở cái mức tối đa như vậy đi. Được cái mức tối đa nha. Nếu mà mình không có cái thu nhập từ việc làm đó thì họ sẽ đưa cho mình cái mức tối đa. Nhưng bây giờ mình có cái thu nhập từ việc làm. Mình không có thu nhập nào khác nữa, thu nhập từ việc làm thôi thì sẽ bị trừ như vậy. Trừ 824 đồng từ con số 943 đồng này ha. thì khi mà trừ như vậy thì cái SSI mình còn bao nhiêu SSI mình lãnh được là khoảng 119 đồng một tháng SSI ha. nên ở đây hỏi rằng là tôi đi làm như vậy có cái thu nhập mười uh, 10 đồng một giờ 40 tiếng một tuần như vậy thì nộp cho SSI được hay không thì tất nhiên là nếu mà mình trừ ra mà nó vẫn thấp hơn cái mức SSI tối đa như vậy và mình nếu mình nộp mà mình được cấp cái mức tối đa ha thì khi mà trừ cái khấu trừ như vậy đó thì mình còn nhận được SSI là 119 đồng một tháng như vậy nha khi mình đi làm mình có thu nhập như vậy mình vẫn được như vậy ha đây là mình nói nếu mà mình được cấp mức tối đa nha nếu anh xin xã hội xét mình là nói rằng ô cái mức mình có thể nhận được chỉ là 800 đồng một tháng thôi mà 800 đồng rồi mình bị khấu trừ 824 là tất nhiên không có nhận được gì hết ha còn ở trường hợp này thì nhận được là 119 đồng một tháng như vậy ha thì có cái Medicaid đi cùng rồi 65 tuổi cũng gia nhập à, Medicare đặc biệt là phần B nếu mà mình gia nhập phần B đó thì có một số vị làm công việc mà không có cái bảo hiểm Uh, thì có thể là gia nhập cái Medicare phần B ở cái thời điểm mình tuổi 65 lâm luôn uh, thì được hỗ trợ như vậy Rồi một số quý vị đó thì phải mua cái phần A thì cái chương trình Medicare uh, Medicare savings đó thì cũng có thể hỗ trợ mình để trả cái phí đó luôn và cái phần B thì chỉ trả có 80% mỗi khi mình đi khám bác sĩ thôi thì cũng được hỗ trợ từ cái chương trình Medicare savings uh, vân vân luôn Thì đây là một cái mà câu hỏi này thì mình cũng gặp rất là nhiều à, những câu hỏi như vậy thì anh xin xã hội cũng gặp rất là nhiều Và có một số quý vị thì hỏi để biết xem mình có nộp được hay không. Thì có một số quý vị thì không biết rằng nói rằng là ồ chắc tôi làm tôi lố như vậy thì không được, à, không biết ra sao. Hoặc là nhiều quý vị làm trên cái mức à, nghĩ rằng mình được rồi mình nộp rồi không được ha. Ok, có một cái khác nữa mình muốn đề cập trong cái video này là khi mà mình nộp cho SSI đó à, ví dụ như ở đây anh hay chị nộp ở tuổi 65 đi ha, thì anh sinh xã hội sẽ xét coi mình có đủ tính chỉ để lãnh hưu từ hồ sơ của mình hay không nha nếu mình chưa đủ thì họ xét cho mình cái SSI thôi bây giờ mình ví dụ là bây giờ anh hay chị ở đây À, làm việc mới có 6 năm thôi chưa có đủ tính chỉ để lãnh tiền hưu nộp SSI rồi lãnh được uh, 119 như cái ví dụ hồi nãy giờ mình dùng đi nha bởi vì mình đi làm có thu nhập là 1733 một tháng Đó, nên mình lãnh được 119 đồng tháng thôi Thì bây giờ mình chưa có đủ tính chỉ Thì an sinh xã hội sẽ xét và cấp cho mình cái này Đó, 119 đồng tháng rồi bây giờ 4 năm sau mình cũng đi làm mình có thu nhập như vậy luôn nha Mình chỉ đưa cái gia đình là thu nhập vẫn như vậy Rồi tiền SSI mình lãnh cũng là 119 như vậy luôn Nhưng mà 4 năm sau mình được 40 tín chỉ thì sao Thì khi mình được 40 tín chỉ là cái hồ sơ sẽ kích hoạt à, Và cái hồ sơ của mình nói rằng là mình nên khai hưu Ở thời điểm đó mình đủ 40 tín chỉ rồi là nên khai hưu Đேன் sinh xã hội mới tiếp tục xét và cung cấp SI cho mình. Mình không có thể trì hoãn nhưng mà nó thôi tôi không muốn khai hu tại bây giờ ít lắm. Để tôi lẫn SSI bây giờ tới thời gian sau đi, đến thí uh, dụ như là 70 hay là sao đó, 69 chín gì đó. Tôi tôi mới khai đi. Đேன் sinh xã hội sẽ không có cho mình tiếp tục trong cái chương trình SSI như vậy, kêu mình là phải khai hu. Bởi vì cái hồ sơ sẽ kích hoạt, mình không thể từ chối. Nếu mà mình muốn được tiếp tục cứu xét SSI ha, thì phải khai hưu. Rồi cái tiền hu mình lãnh bao nhiêu đó. Rồi nếu mà không có cao thì mới được SSI ha. Ví dụ như lúc đó mình tiền hưu mình lãnh được uh, 100 đồng tháng đi. Mình chỉ đưa ví dụ thôi, 100 đồng tháng. Đó. Thì cái tiền hưu của mình sẽ được khấu trừ một đồng một đồng vào cái mức SSI mình có thể lãnh ở thời điểm đó ví dụ như thời điểm đó mình có thể lãnh là 119 đồng một tháng bởi vì mình vẫn tiếp tục đi làm và có cái thu nhập 1733 như vậy ha. thì tiền hưu của mình mình lãnh 100 đồng thì sinh xã hội sẽ đưa mình 19 đồng mỗi tháng SSI thôi ha. có nghĩa là lúc đó nếu mà những con số này nó vẫn nằm nguyên như vậy mà mình đủ tính chỉ để mình lãnh hưu và mình lãnh hưu 100 đồng một tháng thì mình phải khai cái đó lãnh hưu 100 đồng. Rồi SSI từ 119 bị lùi lại còn 19 đồng. Có nghĩa là lúc đó mình vẫn đi làm mà có 1733 và cái gia đình mình đưa là ví dụ như mức tối đa của SSI cũng là 943 ở thời điểm đó luôn ha quý vị. Thì mình sẽ lãnh những con số như vậy. Tiền hưu 100 đồng. SSI 19 đồng rồi mình đi làm có 1733 ha. Giờ mình đưa ví dụ khác, nếu lúc đó tiền hưu mình không phải là 100 đồng mà tiền hưu của mình là trên 119 đồng SSI đi thì sao? Ví dụ như là 120 đồng đi. Tiền hưu thì sao? Thì 120 đồng này khấu trừ một đồng một đồng thì cái SSI mình lãnh chỉ có 119 thôi. Thì tất nhiên mình không có còn đáp ứng được cái điều kiện để lãnh SSI ở thời điểm đó nữa rồi phải không quý vị? bởi vì 120 đồng mà khấu trừ trong trăm mười chín thì nó, nó nằm cái âm âm một đồng rồi có nghĩa là vượt quá khỏi cái mức SSI rồi nên mình không được lãnh nữa ha ngoại trừ lúc đó cái thu nhập từ việc làm của mình không còn ở nằm nằm ở con số 1733 mà nó thấp hơn hoặc là không còn cái thu nhập nữa thì cái SSI uh, sẽ được bổ sung ha và như mình nói hồi lúc đầu đó là cái SSI lúc mà mình chưa vào quốc tịch Mỹ. Nếu mình chưa vào quốc tịch Mỹ nha, mình không biết anh là chị hỏi có hỏi này có vào quốc tịch Mỹ hay chưa. Nếu mà chưa vào quốc tịch Mỹ, thì phải có 40 tính trị lãnh thu của mình trước rồi cái hưu đó không có nằm ở mức cao như SSI tối đa thì được cứu xét thêm. À, còn nếu mà mình có quốc tịch Mỹ rồi thì không có cần có 40 tính chỉ ha. Alright, đó là về cái đề tài này. Có gì mình sẽ trở lại những video sau. Chào quý vị.